Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thành công kỹ thuật can thiệp tim mạch bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền. Xu hướng kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Anh và Pakistan tăng cường biện pháp phòng dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1222 ngày 23 tháng 7 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, ổ dịch mới phát sinh nếu có. Cách ly kịp thời các trường hợp mắc, khoanh vùng, thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn, bố trí khu vực riêng điều trị bạch hầu, thực hiện tốt công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tổ chức ngay các lớp tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu để tổ chức tiêm bổ sung, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ đạt trên 95% ở tất cả các xã phường thị trấn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, lớp học, nhà trẻ, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với ngành y tế căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn và khả năng ngân sách địa phương nghiên cứu đề xuất bổ sung kinh phí để đảm bảo nhu cầu, sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch bệnh, tổ chức tiêm chủng, chống dịch tiêm chủng, bổ sung. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập sẽ được chia theo 3 khu vực. Khu vực 1, thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn với mức học phí dao động từ 35.000 đồng đến 59.000 đồng một tháng một học sinh. Khu vực 2 gồm các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy với mức phí dao động từ 39.000 đồng đến 50.000 đồng một tháng một học sinh. Khu vực 3 gồm huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Mai Châu, Đà Bắc với mức phí dao động từ 33.000 đồng đến 41.000 đồng một tháng một học sinh. Như vậy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thu nhập và đời sống của người dân, vì vậy năm học 2020-2021, mức thu học phí được giữ nguyên như năm học 2019-2020. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2020. Ngày 23 tháng 7, Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho chị Lê Minh Huệ, đoàn viên Công đoàn Cơ sở Trường Mầm non Kim Bôi, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà mới khang trang với diện tích 60m², tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng, trong đó Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ 70 triệu đồng và số tiền còn lại được chị Huệ vay ngân hàng cùng với sự giúp đỡ của anh em bạn bè. Ngôi nhà hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ giúp gia đình đoàn viên Lê Minh Huệ ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có hơn 150 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký khoảng 5.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới giảm 24,2%, số vốn đăng ký tăng 51,5%. 15 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh văn phòng đại diện. Tỉnh Hòa Bình đã cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.067 lượt doanh nghiệp. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 80 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, 8 doanh nghiệp giải thể tự nguyện. Để phát triển doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn được chú trọng với việc nâng cấp các thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thành công kỹ thuật chụp động mạch vành qua da và can thiệp tim mạch bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với các bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành can thiệp tim mạch cho 8 bệnh nhân, trong đó 6 trên 8 ca hẹp động mạch vành 30-60%. Tuy nhiên, dòng chảy lòng mạch vành còn tốt. Bên cạnh đó, 2 ca hẹp khít động mạch vành cần có sự can thiệp bằng kỹ thuật nong và đặt stent động mạch vành qua da cũng được tiến hành thành công. Sau can thiệp, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Trước đó, ngày 9 tháng 7 năm 2020, các bác sĩ khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tiến hành thành công 4 ca can thiệp tim mạch. Một ca can thiệp đặc biệt là trường hợp bệnh nhân Bùi Văn Xế, 63 tuổi, ở xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, được can thiệp và đặt stent miễn phí. Ở nhà thì nó đầu thắt cơ ngực nặng, rất khó thở. Thế lên đây được các bác sĩ trong khoa nói chung đã khám mà cũng đã cho phẫu thuật. Nói chung đến bây giờ sức khỏe nó cũng tạm ổn. Trong cái dịp tri ân của tất cả cả nước, tri ân với những người có công với cách mạng, thì nói chung bản thân tôi và cũng mong với tất cả ban giám đốc tỉnh và tất cả ban giám đốc bệnh viện và các ban ngành trong khoa tạo điều kiện giúp đỡ các khoa và nhất là trong khoa tim mạch để đầy đủ những phương tiện để cứu chữa cho bệnh nhân. Khác với phương pháp phẫu thuật truyền thống, đây là một dạng thủ thuật đặc biệt có nhiều ưu điểm như không cần gây mê đối với người lớn, ít đau, ít chảy máu, thời gian thực hiện ngắn, bệnh nhân có thể đi lại sinh hoạt sau 24 giờ, có thể thực hiện trên bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý mãn tính đi kèm. Tim được cung cấp bởi cái hệ thống mạch vành. Thì khi mạch vành bị xơ vữa thì nó sẽ gây chít hẹp cái mạch vành lại. Nếu như mà nó sẽ gây những cơn đau thắt ngực. Còn trong trường hợp mà mạch vành nó mảng xơ vữa nó không ổn định, nó gây bong và nứt vỡ, nó gây nhiều mô cơ tim. Nếu mà không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm, rất nguy hiểm đến tính mạng. Và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Bệnh viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành can thiệp cho bệnh nhân có hẹp mạch vành và nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Hiện can thiệp tim mạch được xác định là một trong những hướng phát triển chuyên môn mũi nhọn của bệnh viện. Từ năm 2018, khoa tim mạch đã cử đội ngũ cán bộ đi học tập và đào tạo tại Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai. Sau đào tạo, nhiều kỹ thuật mới được triển khai giúp mang lại nhiều cơ hội điều trị cho nhân dân, đặc biệt là đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu hiện nay. Kỹ thuật này cũng được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định. Kết quả bước đầu thì hiện tại là chúng tôi đã triển khai can thiệp được 12 ca tim mạch. Và nhân cái dịp mà ngày tri ân, ngày 27 tháng 7 đấy, thì chúng tôi cũng can thiệp miễn phí 10 ca. Trong thời gian tới thì không phải nguyên máy này mà các cái máy móc, trang thiết bị thì chúng tôi sẽ phát huy có hiệu quả và bảo quản sử dụng và làm sao để nó bền và nó mang lại cái lợi ích cho người bệnh. Sự kiện này góp phần khẳng định trình độ chuyên môn của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng được nâng cao. Hơn thế nữa, việc triển khai can thiệp tim mạch ngay tại bệnh viện sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân trong tỉnh, đặc biệt là việc kịp thời cứu sống được các ca bệnh nhồi máu cơ tim và một số bệnh lý tim mạch phức tạp, giảm được chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Tân Lạc đã ưu tiên tập trung huy động các nguồn lực, bố trí lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến 2020, huyện Tân Lạc đã huy động được gần 478 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nâng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa toàn huyện Tân Lạc là trên 591 km, đạt tỷ lệ cứng hóa gần 56%. Thực hiện mục tiêu phát triển giao thông nông thôn đến năm 2030, huyện Tân Lạc phấn đấu 82% xã đạt tiêu chí cứng hóa đường trục xã liên xã, 72% xã đạt tiêu chí cứng hóa đường trục thôn xóm. Trong đó tập trung nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối giữa các xã với vùng động lực phát triển của huyện, giữa các xã, thôn, bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Mai Châu có tổng số 421 công trình được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là hơn 877 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đến nay 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện có đường đến trung tâm xã, 91% đường huyện đường liên xã, 67,6% đường nội xóm được cứng hóa. Ngoài ra, huyện đã tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, hiện tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 30%. Huyện Mai Châu đang xây dựng chương trình hành động, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị đến năm 2025, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Phần đầu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%. Trên địa bàn huyện Lạc Thủy hiện có 2 hợp tác xã chuyên sản xuất kinh doanh gà Lạc Thủy, 15 cơ sở ấp nở gà giống và trên 150 trang trại gia trại và nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã thị trấn. Những năm gần đây, người dân huyện Lạc Thủy đã mở rộng quy mô nuôi gà theo hướng liên kết trong việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ dân đã phát triển mô hình kinh tế trang trại vườn đồi kết hợp nuôi gà sản xuất an toàn với số lượng hàng nghìn con. Hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 10 triệu con giống, 500 tấn gà thương phẩm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân chăn nuôi, nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Huyện Lạc Thủy đang tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ, mô hình liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi và các thành phần kinh tế, tuyên truyền người dân đầu tư mở rộng vùng sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Xu hướng kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Cách làm du lịch của người dân xã Vân Sơn, nơi được coi là nóc nhà của xứ Mường Bi. Thưa quý vị và các bạn, mức sống của người dân ngày càng tăng cao, cùng với đó là yêu cầu sử dụng các thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn của thực phẩm cũng khắt khe hơn. Từ thực tế này, trong những năm gần đây, một số đơn vị kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn, thực phẩm hữu cơ đi vào hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, xu hướng kinh doanh này vẫn chưa thực sự phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại cửa hàng thực phẩm sạch Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, những sản phẩm nông sản bày bán như rau, củ quả, thịt cá đều là những sản phẩm tươi mới được lựa chọn từ những cơ sở sản xuất tin cậy để nhập về hàng ngày. Trong đó, nhiều loại nông sản đặc sản của các địa phương đã được chứng nhận sản phẩm sạch và được gắn tem truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm. Với mình thì việc lựa chọn sản phẩm sạch ấy là tiêu chí hàng đầu, sau đó mới đến các cái tiêu chí khác. Cái nguồn cung cấp thực phẩm của cái cửa hàng này thì mình cảm thấy tin tưởng, và các cái sản phẩm mình mua thì mình cũng có test thử bằng cái kinh nghiệm bản thân thì mình cũng thấy nó khá là sạch và yên tâm, ngon nữa. Giá cả thì cũng có chênh lệch một chút không đáng kể so với bên ngoài, trên mình cũng không có băn khoăn nhiều. Tuy nhiên, xu hướng của người dân đi mua các sản phẩm nông lâm sản tại các cửa hàng, siêu thị chưa phải là lớn. Theo chủ cửa hàng này cho biết, mặc dù cửa hàng đã đi vào hoạt động được khoảng 3 năm nay, việc lựa chọn nguồn hàng luôn được chú trọng với những sản phẩm được sản xuất theo hướng an toàn sinh học hoặc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để phục vụ người tiêu dùng. Song đến thời điểm hiện tại, việc tiêu thụ vẫn còn hạn chế. Về cái khâu đầu vào là tôi chọn lọc rất là kỹ càng. Những cái đơn vị mà cung cấp các sản phẩm cho chúng tôi là những cái đơn vị đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng ví dụ như là tôi là kinh doanh là thực phẩm thì bao gồm tất cả như lợn, gà, cá, hoa quả các loại và các sản phẩm khác, thì nói chung là chúng tôi là đều có truy xuất nguồn gốc, tạo được lòng tin đối với người ta thì chúng tôi đã xây dựng cũng rất lâu, và đến thời điểm hiện tại thì cũng có một lượng khách nhất định. Nhưng mà về cái nhu cầu về cái kiến thức về thực phẩm sạch ở so với của khách hàng thì người ta cũng chưa nắm được sâu, nên là cũng có một số người ta trung thành và một số người ta cũng gọi là qua lại để mua bán. Thực tế hiện nay tại Hòa Bình, xu hướng người dân đến với các cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm nông sản sạch và tại các siêu thị chưa phát triển. Đại đa số thường lựa chọn hình thức mua hàng tại các chợ truyền thống hay các chợ dân sinh bởi sự tiện lợi, giá thành lại thấp hơn so với việc mua tại các cửa hàng, siêu thị. Thống kê của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, toàn tỉnh có 18 điểm đăng ký cung cấp các mặt hàng thực phẩm sạch, trong đó chủ yếu ở trung tâm các huyện, thành phố.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thường xuyên kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, giúp cho người dân được sử dụng những sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, chất lượng. Các sản phẩm ở cửa hàng thực phẩm sạch thì nếu mà sản phẩm mà tươi sống ấy, thì qua kiểm tra chúng tôi là về chất lượng là tương đối tốt, có thể nói là tốt. Thế còn cái sản phẩm mà qua chế biến ấy, thì cũng còn một số vấn đề là nó chưa đạt theo tiêu chuẩn quy chuẩn. Thì riêng về cái vấn đề này thì chúng tôi cũng đã kịp thời phối hợp với các cơ sở sản xuất để thứ nhất là tuyên truyền, thứ hai là xử lý vi phạm hành chính để làm sao để cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng là đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy chuẩn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn tại các hội chợ, lễ hội, giới thiệu sản phẩm an toàn nhằm thay đổi hành vi người tiêu dùng trong vấn đề lựa chọn thực phẩm sạch và các loại nông sản, đặc sản địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo thói quen tiêu dùng sản phẩm an toàn được kiểm định chất lượng. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Anh và Pakistan vừa đưa ra yêu cầu bắt buộc người dân đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Trước quyết định này, người dân của cả hai quốc gia đã có những phản ứng trái chiều. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 7, người dân Anh sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang trong các cửa hàng. Trước đó, Anh cũng yêu cầu người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng từ ngày 15 tháng 6. Theo quy định phòng COVID-19 do chính phủ Anh ban hành, khách hàng đến mua đồ mang về tại các quán ăn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nhưng khi họ dùng bữa tại nhà hàng thì không cần thiết phải đeo khẩu trang. Động thái này đã châm ngòi cho một số cuộc biểu tình. Một số chủ siêu thị cho biết họ sẽ vẫn cho khách hàng không tuân thủ quy định vào mua hàng. Tại Pakistan, các nhà chức trách nước này đang kêu gọi những người đến hành lễ tại nhà thờ Hồi giáo đeo khẩu trang để phòng dịch. Tuy nhiên, một số nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad, nhiều tín đồ đã không đeo khẩu trang khi đến cầu nguyện. Một số người tin rằng cầu nguyện đồng nghĩa với việc họ sẽ không bị nhiễm bệnh. Chính phủ Pakistan đang kêu gọi các nhà truyền giáo tại nhà thờ Hồi giáo thực hiện các biện pháp chặt chẽ vì khả năng bùng phát dịch là rất lớn. Theo số liệu do Mỹ công bố, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là hơn 15,6 triệu người, số ca tử vong là hơn 630.000 người. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Jean-Yves Carter cho biết Pháp sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 tại chỗ cho khách du lịch đến từ 16 quốc gia, những nơi dịch COVID-19 đang bùng phát, trong đó có Mỹ. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Jean-Yves Carter cho biết khách du lịch đến từ các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao sẽ bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm khi đến các sân bay và cảng biển của Pháp. Khách du lịch có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ được yêu cầu cách ly 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo Thủ tướng Castex, các xét nghiệm COVID-19 sẽ được triển khai trên toàn nước Pháp vào ngày 1 tháng 8 và cũng sẽ được thực hiện tại các cảng của Pháp. Hiện Pháp cũng đang khuyến cáo công dân của mình không tới vùng Catalonia của Tây Ban Nha để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh sau khi chính quyền địa phương này ban hành các biện pháp siết chặt mới nhằm ứng phó với dịch bệnh. Những biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm đang gia tăng trở lại ở Pháp hơn 2 tháng qua sau khi nước này nới lỏng các hạn chế. Bộ Y tế Pháp cho biết số ca nhiễm mới trong ngày 24 tháng 7 đã là 1.130 trường hợp. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Pháp vượt 1.000 người. Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo đã bắt giữ một công dân Trung Quốc đang lẩn trốn tại lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Đây là một trong 4 đối tượng mà Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc gian lận thị thực. Đối tượng nói trên đã nhập cảnh vào Mỹ từ tháng 12 năm ngoái và đang làm việc tại Đại học California Davis. Theo giới chức Mỹ, 4 công dân Trung Quốc bị cáo buộc gian lận thị thực đang làm việc tại các trường đại học của Mỹ và bị nghi ngờ không thành thật về mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một trong 4 đối tượng trên là sĩ quan của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hiện chưa rõ vì sao các nhà chức trách Mỹ có thể bắt giữ một người trong phái Bộ Ngoại giao. Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã nâng cao cảnh giác với công dân Trung Quốc. Họ cho rằng những người này đang nỗ lực đánh cắp dữ liệu từ các trường đại học của Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK vừa thông báo GDP của nước này trong quý 2 năm nay đã giảm 3,3% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm kinh tế Hàn Quốc sụt giảm 2 quý liên tiếp và đây là mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ năm 1998. Nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm GDP được cho là do hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kim ngạch xuất khẩu cũng giảm mạnh nhất kể từ năm 1963, giảm 16,6% và nhập khẩu cũng giảm 7,4%.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết lệnh phong tỏa ở nhiều nước đã khiến dây chuyền sản xuất ở nước ngoài của các công ty Hàn Quốc gặp khó khăn. Thống đốc BOK cho rằng GDP Hàn Quốc có thể sụt giảm hơn nữa trong năm nay so với mức dự đoán trước đó là âm 0,2%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ hồi phục trong quý 3. Cơ quan cổ vật Israel vừa cho biết các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một trung tâm lưu trữ hành chính 2.700 tuổi ở thành phố Jerusalem. Các nhà khảo cổ Israel đã phát hiện ra một công trình lớn được xây dựng từ các khối đá đồng tâm. Các ký hiệu tại công trình này cho thấy hoạt động của chính quyền trong việc quản lý và phân phối nguồn lương thực không chỉ trong lúc thiếu mà còn khi dư thừa nông phẩm, tích lũy hàng hóa và của cải. Địa điểm này bao gồm những mảnh đất nông nghiệp lớn và vườn cây ô liu, nho cùng các thiết bị công nông nghiệp như máy ép nho để chế biến rượu. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ còn phát hiện các bức tượng đất sét được thiết kế theo hình phụ nữ, kỵ sĩ và động vật, có thể được sử dụng trong thờ cúng ngoại giáo. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hơn 120 con dấu trên các quai bình. Thưa quý vị và các bạn, du lịch Hòa Bình hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa dân tộc vô cùng đặc sắc. Chính sự đa dạng của những nét văn hóa các dân tộc nơi đây đã tạo nên những quyến rũ độc đáo riêng có ở các địa phương này. Trong phần cuối của chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Vân Sơn, nơi được coi là nóc nhà của xứ Mường Bi và tìm hiểu về cách làm du lịch của người dân nơi đây. Vân Sơn là tên gọi mới sau sát nhập của ba xã Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn. Đây là một xã vùng cao của huyện Tân Lạc, được thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu trong lành với nền văn hóa đặc sắc riêng của dân tộc Mường, được mệnh danh là chốn tiên cảnh của vùng cao Sơn Cước. Vân Sơn nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ. Nơi đây được coi là nóc nhà xứ Mường Bi, một trong bốn cái nôi văn hóa lớn và cổ xưa nhất ở xứ Mường Hòa Bình. Vân Sơn là một xã vùng cao, là cái xã mà mới giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc là 100% là nhà sàn. Cho nên lại để làm tốt cái công tác giữ gìn bản sắc văn hóa thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã xây dựng giao cho ban văn hóa xây dựng các kế hoạch tuyên truyền vận động bà con nhân dân xây dựng các cái thiết chế văn hóa để làm sao giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và gắn với cái phát triển du lịch. Đầu năm 2019, huyện Tân Lạc được tổ chức phi chính phủ AOP đầu tư phát triển du lịch cộng đồng với nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 458 triệu đồng. Đến nay, dự án được triển khai tại hai điểm du lịch cộng đồng xã Phú Cường và xã Nam Sơn, nay là xã Vân Sơn. Sau một thời gian hoạt động, dự án đã tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Từ sự hỗ trợ của tổ chức AOP, ba hộ gia đình trong xóm Chiến, xã Vân Sơn được hỗ trợ nguồn vốn vay để chỉnh trang nhà cửa, tham gia tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Khách đến với điểm du lịch của nhà mình có được trải nghiệm là đi câu cá này, xúc cá này, rồi là lên đồi hái quýt này và vườn đào, mùa nào hái cái đấy. Còn có mùa đào thì hái đào, mùa quýt thì hái quýt. Đi trải nghiệm trên đồi rồi là nướng các món đặc sản người dân tộc Mường. Cuối tháng 7 năm 2019, điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến chính thức hoạt động. Đến nay, điểm du lịch này đã thu hút nhiều du khách tới tham quan khám phá, đem lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến với điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến, xã Vân Sơn, du khách có thể tham quan, nghỉ đêm tại nhà sàn của người Mường, cùng làm những công việc hàng ngày với người dân hay tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Các chủ hộ homestay ở đây đều được đi tập huấn các lớp hướng dẫn làm du lịch. Mỗi hộ làm du lịch được vay vốn 55 triệu từ tổ chức AOP để đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú. Các homestay đều được thiết kế và trang trí bằng những đồ vật thân thiện với môi trường và giữ đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Mường. Đến với du lịch cộng đồng thì không chỉ có một mình mà tất cả mọi người đều rất mong muốn là làm sao được trải nghiệm sống cùng với người dân, giao lưu xem cuộc sống người ta sống nào, ăn ở như thế nào, sinh hoạt thứ như nào. Ở đây cũng là một cái phần rất là quan trọng đối với những người thành phố. Nên là đợt này thì mình đã lần đầu tiên lên đây thôi. Thì nhìn thấy cơ sở rồi các thứ ở đây thì mình thấy rất là hay. Vì cái nhà nó rất là văn hóa rồi đấy, rất đặc trưng rồi đấy. Thế thì đi đến một cơ sở, một cái vùng nào đấy và đi du lịch thì quan trọng nhất là cái văn hóa bản địa nó phải nổi bật. Thì ở đây là đồng bào nhà mình là dân tộc Mường, nhà nó rất là nổi bật rồi.
đúng nhìn là biết ngay là nhà dân tộc Mường rồi. Thứ hai là ở đây rất hay là mọi bà con vẫn còn mặc quần áo của người dân tộc mình, thì đấy cũng là một cái rất hay. Thế nhìn thấy có cái nhà này, nhìn thấy con người mặc như thế, là hai cái đấy là mình đã thấy là có thể phát triển du lịch cộng đồng tốt được. Đến với Vân Sơn, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Sau những hoạt động trải nghiệm, du khách lại được thưởng thức những món ăn của núi rừng như gà đồi, ốc núi, xôi ngũ sắc, rau su su là những đặc sản của địa phương. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cộng với cuộc sống thanh bình nơi đây đang là nơi lý tưởng để thu hút khách du lịch đến với Vân Sơn, nơi được coi là nóc nhà của xứ Mường Bi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.